bao nhiêu năm qua mình ăn biết bao nhiêu đồ mà được xem tặng rồi đó. Tới Sài Gòn vẫn không hết. Chưa công chiếu, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đã thắng đậm trong lòng công chúng, được bà con tặng đồ ăn toàn đặc sản cây nhà lá vườn. Em ở Bắc Ninh nha hả? Dạ. Tặng cái gì vậy? Cho chị xem nha. Bánh. Ồ, vậy hả? À, ôi, cảm ơn nha. Nghe bánh này là thấy hạnh phúc rồi đó. Quà thì ở đây nhận nhiều rồi, mỗi lần về Định Yên là rất là nhiều quà. Mà cái đường lần đầu tiên được nhận. À, đường là lần đầu tiên được nhận. Ôi, quá trời vậy hả? Cái thằng chân gửi. Dù phim chưa được công chiếu trên toàn quốc, thế nhưng tác phẩm điện ảnh của Lý Hải, Minh Hà đã được đông đảo công chúng biết đến bởi những câu chuyện ngoài lề cực xúc động, không chỉ gây chú ý bởi đầu tư khủng về kinh phí, vợ chồng nam diễn viên còn cực thành công khi nhận về nhiều tình cảm yêu mến của người dân nơi xóm chiếu Định Yên. Trong suốt quá trình quay phim, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà không những được bà con cho đồ ăn mà còn hỗ trợ đoàn phim cực nhiệt tình. Nam đạo diễn tỏ ra vô cùng biết ơn sự cảm mến của người dân nơi đây. Trong một lần được một cụ bà trong vùng đến cho chuối sắt cho đoàn, bà xã Lý Hải vui mừng cảm ơn rối rít và còn khẳng định là bản thân có lộc ăn quá trời. Em đâu phải ngày nào cũng có, thật sự là có lộc ăn luôn. Đi đóng phim, lời bao nhiêu thì chưa biết, chứ riêng Lý Hải, Minh Hà thì lời tình cảm hẳn là món lời to nhất mà cặp vợ chồng nhận được. Cũng chính bởi cái tình cảm của người dân nơi đây được coi như con cháu trong nhà, Lý Hải hết lòng cảm kích và tổ chức hẳn một buổi công chiếu phim xuất sớm và hoàn toàn miễn phí cho bà con. Tại vì thấy bà con ở đây giúp đỡ mình quá thì mình về mình tri ân trước, có ưu tiên cho người lớn tuổi. Vừa đặt chân về đến Đồng Tháp là vợ chồng nam diễn viên đã được bà con yêu mến tặng cho đòn bánh tét cực chất lượng rồi. Không chỉ vậy, anh cũng được nhiều người dân ở đây mến và coi như người thân trong nhà, gửi tặng nhiều đồ ăn thức uống từ đồ ăn đến trái cây đều có đủ. Dù giá trị kinh tế không cao nhưng tình cảm của bà con nơi đây mới thực sự là món quà quý giá nhất mà anh nhận được. Áo này mình lấy lại, gửi các bạn bè. Tặng đồ ăn cho đoàn phim ngay từ những ngày đầu khởi quay đến tận ngày công chiếu, người dân nơi đây vẫn rất nhiệt tình tiếp tế lương thực đến tận nơi chiếu phim. Khỏi phải nói, bà xã Lý Hải tỏ ra vô cùng cảm kích và còn nói rằng mỗi người đến xem phim sẽ được phát lộc đem về. Ở Sài Gòn xuống là sẽ được tặng đặc sản của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm của các bà con. Bất ngờ hơn khi cả hai còn nhận được nhiều món quà độc đáo, bánh tét đủ loại rau củ quả. Ngay từ chiều, hai vợ chồng nam diễn viên đã dành nhiều giờ để ký tặng và chụp hình với khán giả dù thời tiết khá nắng nóng. Sự gần gũi của các diễn viên càng khiến bà con tại nơi đây thích thú. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi xúc động mà cảm thán. Phim chưa chiếu rạp nhưng mình thấy là chú Hải đã thắng đậm trong lòng bà con rồi. Cảm nhận được sự tử tế, chân thành của anh Lý Hải qua lời nói: "Quá đẳng cấp thần tượng của tôi ơi, Lý Hải mãi đỉnh." Theo nhà sản xuất Minh Hà, sau khi bộ phim hoàn thành, mong ước của đạo diễn Lý Hải là được chiếu phim tại chính làng chiếu Định Yên cho bà con xem. Đây như là một lời tri ân cực chân thành của ekip gửi đến người dân nơi đây. Khi anh Hải muốn công chiếu như vậy thì ekip rất bàng hoàng, vì việc chiếu phim, bảo vệ bản quyền rất là quan trọng. Làm thế nào để phim không bị rò rỉ cần phải chuẩn bị thật kỹ. Hơn hết, anh Hải vẫn đặt niềm tin ở bà con rất nhiều và anh nói rằng nếu mọi người đã yêu thương Lý Hải rồi thì mong mọi người sẽ yêu thương đến cùng. Chị Minh Hà nói: "Sau khi xem xong phim, bà con nơi đây tỏ ra vô cùng thích thú và cho rằng đây đích thị là bộ phim rất xứng đáng để ra rạp xem. Nhiều người cũng bày tỏ cảm xúc vô cùng cảm động trước tấm lòng của đạo diễn Lý Hải dành cho bà con nơi đây. Cho đi là nhận lại, Lý Hải đã nhận được món quà ý nghĩa nhất, đó chính là sự yêu thương và ủng hộ của người dân nơi đây nói riêng và công chúng nói chung. Bạn cảm nhận như thế nào về sự thành công này của Lý Hải? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!